quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Dạ, kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh SBS và kính chào anh Phan Bách ạ. Dạ thưa bác sĩ, cái câu người ta thường nói là các vị cao niên ở đây đó thì có ba cao một thấp, thấp là thấp khớp. Nghe nói rằng cái thấp này nhiều người coi thường nó quá và có lẽ là chỉ thấp khớp đau yếu chút đỉnh thôi. Thưa bác sĩ, nên hiểu thấp khớp hay là viêm khớp này như thế nào thưa bác sĩ? Dạ. Dạ, kính thưa quý vị thính giả của đài phát thanh SBS. Thấp khớp đó, tức là mình gọi chung tất cả những cái bệnh mà nó đau khớp, thật ra nó nhiều loại lắm. Nhưng mà nó quan trọng là cho bác sĩ để phân loại ra để mà cách chữa trị có thể đôi khi khác nhau. Nhưng mà khi mà bình thường chúng ta nói là người này bị thấp khớp hay bị đau khớp hay bị viêm khớp thì phần lớn chúng ta nói tới cái bệnh thông thường nhất của những người lớn tuổi đó là osteoarthritis. Đây là cái bệnh thường xảy ra ở những người lớn tuổi, tại vì cái khớp mình xài một thời gian thì cái sụn ở giữa hai cái khớp đó, nó bắt đầu mòn đi hay là nó bể đi thì nó gây ra đau đớn và từ từ nó làm dị dạng, cái biến dạng cái khớp của mình. Đó là khi mà chúng ta nói thường thường thấp khớp hay đau khớp là mình nói đến cái chứng bệnh này, tại vì nó nhiều lắm. Có thể nói là hầu hết quý vị thính giả mà trên 50 tuổi đang nghe cái chương trình này đều ít nhiều một hai lần đều đau khớp. Có khi đau khớp một hai tháng nó hết, có khi nó đau lâu hơn. Dạ, thưa bác sĩ, như vậy thì có cách nào để chữa trị được không bác sĩ? Đối với người cao tuổi này, dạ. Dạ thưa, rất là nhiều phương pháp chữa trị. Tuy nhiên, tại vì nó quá nhiều thì chứng tỏ là nó không có một phương pháp nào thật là hoàn hảo hết. Thành ra những cái phương pháp chữa trị là phần lớn là mình cho cái khớp nó được nghỉ ngơi. Nếu mà khi mà nó đương flare up, tức là nó đương đau. Tuy nhiên, khi nó không đau thì chúng ta phải vận động cái khớp đó, đừng để cho nó bị cứng hay là bị tác hại nhiều hơn nữa. Thì những cái phương pháp chữa trị đó thì cái vấn đề quan trọng nhất là mình phải giảm cân, tại vì mỗi lần mình đi đứng thì mấy chục kilo của thân thể mình nó đè lên những cái khớp, nhất là những cái khớp gối, những cái khớp háng, những cái khớp lưng hoặc là những khớp bàn chân, thì chúng ta phải giảm cân thì tốt cho cái khớp, tuy nhiên cũng phải vận động để mà cái khớp nó đừng có cứng ngắc lại, mà có nhiều cách vận động. Thì chúng ta nếu một hồi có thời gian chúng ta sẽ nói tiếp vận động như thế nào. Tuy nhiên nếu mình vận động không đúng thì nó lại có hại hơn là có lợi. Wow, cái chuyện này hơi rắc rối vậy bác sĩ. Nhưng mà người ta nó cho rằng cái việc mà tập thể dục thường xuyên thì hy vọng rằng cái viêm khớp nó sẽ đỡ hơn thưa bác sĩ. Dạ thưa, mình tập thường xuyên thì nó tốt. Với điều kiện là quý vị phải tập ngay từ khi còn trẻ trung một chút, tức là những cái khớp nó chưa có bị thoái hóa, tức là nó chưa bị đau đớn nhiều. Tuy nhiên khi mà nó đau đớn thì quý vị tập thể dục hay là nhất là quý vị chạy đó, có nhiều người chạy bộ hay là nhảy hay là đánh tennis, đó là những cái tác hại làm nặng thêm cái bệnh viêm khớp osteoarthritis này. Như vậy thì cái bệnh viêm khớp có thể nói là không thể nào chữa được, nhưng mà làm thế nào để dịu cơn viêm khớp nó bùng phát được bác sĩ? Dạ thưa, có rất là nhiều cái cách để mà chúng ta làm dịu lại. Cái cách thông thường nhất là cho cái khớp nó nghỉ ngơi một chút, bớt vận động, bớt co nó lại thái quá, hay là bớt chạy hay đi nhiều, đó là cái lúc mà nó đau. Nhưng mà nó rất là, mình nói chung là mình đi giống như đu dây vậy đó, đi cho trên dây, mình phải dùng cái đầu óc mình để mà nghe theo cái khớp nó bị đau như thế nào để mình làm, khi nào mình tập thể dục, tập bao nhiêu và khi nào mình cho nó nghỉ ngơi. Thì cái nguyên tắc, mình phải biết cái nguyên tắc là khi nó đau thì nó nói ông ơi cho tôi nghỉ một chút, thì mình phải cho nó nghỉ. Khi đó mình đừng có tập, nếu mà khi đó mình tập thì mình sẽ làm bể thêm những cái sụn. Tại vì khi nó đau, cái viêm đó, thì những cái sụn bị sưng lên thì nó dễ bể. Còn nếu mà khi mới bớt đau rồi đó, mà chúng ta không vận động đó thì cái khớp nó dễ cứng, thì nó cũng mai mốt nó làm đau hơn. Thì chúng ta phải vận động, khi mà nó ít đau thì chúng ta phải nhúc nhích nó một chút, nhưng mà đừng có dùng cái sức mạnh quá lên trên cái khớp đó. Còn khi mà nó đau thì có nhiều cách, có người thì chườm nước nóng, có người thì đắp nước đá làm cho nó lạnh lại, có người thì châm cứu, có người thì massage, bóp chân, bóp cẳng.
thì có người thì dùng những cách như là mình bó cái đầu gối lại hay là bó cái khuỷu tay lại, như những người đánh tennis. Đó là rất là nhiều cách. Mỗi người nhớ lại mình đang dùng những cách nào cho nó bớt đau thì mình phải dùng để mà mình làm dịu những cái cơn đau đó. Và khi hết đau rồi thì mình phải tập thể dục, dĩ nhiên. Và cái thể dục tốt nhất cho những người đau khớp tức là đi ở dưới nước hay bơi ở dưới nước. Tại vì khi đó những cái động tác ở dưới nước nó tránh được cái impact. Trong y khoa nó impact tức là mình tránh được những cái hoạt động mà đánh vào cái khớp xương của mình làm cho nó nặng thêm. Ví dụ như chạy hay là nhảy, đó là những cái impact vô trong cái khớp của mình. Thì mình đừng có làm những cái động tác đó, nó có thể có hại nhiều hơn có lợi. Và khi mà những cái thể dục tốt nhất như hồi nãy tôi nói là mình đi ở dưới nước, mình lội ở dưới nước, là tại vì nước nó sẽ nâng đỡ cái trọng lượng mình, cái khớp nó vẫn hoạt động được, nhưng mà nó không có bị cái sức bên ngoài, cái lực bên ngoài, cái trọng lượng ở trên cơ thể đè lên nó. Yeah. Thì mình nói chung là phải rất là cân đo. Đây là cái bệnh mà xảy ra nhiều nhất đối với tất cả quý vị lớn tuổi, và đây là cái bệnh mà làm cho những người lớn tuổi nếu mà không có hiểu được nó thì mình làm hại nó nhiều nhất, nhiều hơn là mình không có làm gì cho nó. Dạ. Dạ vâng, lúc nãy bác sĩ có nói rằng có những cái cách để mà bó cái đầu gối mà tiếng Anh gọi là knee support, thì bó xung quanh cái đầu gối để cho nó đỡ đau khi đi lại. Thì cũng có nhiều người họ nói rằng có lẽ phải dùng thêm cái gọi là back support, tức là quấn xung quanh lưng đó, bởi vì cái lưng dường như là một trung tâm để mà điều khiển hai đầu gối, phải không thưa bác sĩ? Dạ thưa, cái đó cũng đúng, cái lưng mình cũng phải mang cái back support. Tuy nhiên nhớ một điều là khi mà nó hết đau, nó bớt đau thì mình phải đừng có support nữa, để cho cái khớp đó nó hoạt động. Thì có nhiều cách khác nữa, giống như mình chống gậy, mình đi cây gậy, mình vịn chiếc xe, có bánh xe đẩy để mình chịu cái sức vào nó. Đó là nói về cái khớp gối, đây là nói về cái khớp lưng, có thể cái khớp háng, có thể những cái khớp khác ở trên cổ, dân dân rất. Cái osteoarthritis này nó ảnh hưởng tới rất là nhiều khớp trên cơ thể, hoặc là cái khớp ở cái cổ tay chẳng hạn. Thì khi đó chúng ta đừng có, nếu mà nó đương đau thì chúng ta đừng có tập quay quay cái cổ tay nữa. Thì khi nó hết đau thì chúng ta phải tập. Nhớ cái điều là nãy giờ tôi cứ nói đi nói lại, cái quan trọng nhất là mình phải lắng nghe cái khớp đó. Khi mà nào mình vận động nó, khi nào mình cho nó nghỉ, thì khi nguyên tắc là khi nào nó đau á, thì nó nói ông ơi cho tôi nghỉ, thì mình phải cho nó nghỉ. Dạ. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, có nhiều người bị đau khổ về cái tay chân bị sưng ở giữa các đốt đó. Có phải đó là cái viêm khớp không bác sĩ? Mà... Dạ thưa, đó là một loại viêm khớp. Dạ. Dạ. Mà họ cảm thấy rất là đau đớn, không chỉ là cái chân, cái đầu gối mà ở giữa các đốt, ngón tay, ngón chân đó bị sưng lên. Thì thưa bác sĩ, đó là viêm khớp trầm trọng hay sao ạ? Dạ. Dạ, đó là viêm, nên nhớ là lúc đầu có một số người đau những cái khớp đó, sưng những cái khớp đó, đôi khi nó cũng là những cái bệnh viêm khớp và thống phong, bệnh gút chẳng hạn, thì phải chữa cho cái khớp đó. Còn những cái viêm khớp mà thông thường xảy ra cũng những cái khớp sưng như vậy, nó gọi là osteoarthritis, thì chúng ta phải nhớ là nếu mà để nó tiếp tục diễn tiến đó, thì nó sưng càng lúc càng dữ và nó hư những cái khớp. Quý vị sẽ thấy những người có những cái khớp bàn tay hay bằng ngón chân nó sưng tù lù ra, hoặc là nó làm ngón tay quẹo qua một bên. Tại vì khi đó nó bể những cái sụn rồi đó, thì ngón tay mình sẽ bị bắp thịt chung quanh nó kéo quẹo qua một bên, hay là cong lại không có nhúc nhích, không có làm mở cầm đũa ăn hay là mở nắp hộp đồ được, nhân dân. Thì đó là những cái trường hợp nó đi quá xa. Dạ. Dạ vâng, thưa bác sĩ, cái bệnh mà ở bên Việt Nam gọi là thống phong và bên đây gọi là gao, thì thưa bác sĩ, đó là trường hợp mà cái khớp của mình bị viêm trầm trọng hay sao? Có thuốc gì để chữa không bác sĩ? Dạ thưa, cái bệnh gút thì cũng là một loại viêm khớp mà chúng ta chữa được, chữa dễ, nếu mà điều kiện là quý vị phải chữa ngay từ đầu, trước khi cái khớp nó bị tổn thương, nó bị phá hủy cái khớp đó thì không chữa được. Nhưng mà trước khi nó bị phá hủy, nó chỉ đau nhất lúc đầu đó thì chúng ta chữa được. Thường thường cái bệnh gút đó là do
cái nhiều cái uric acid. Những uric acid là cái chất đạm nó lấy từ thịt cá, tôm, cua, chất đạm của thịt của mọi loài vật đó. Thì chúng ta ăn vào nhiều quá thì một số người cơ thể thải nó ra không kịp thì nó sẽ vào trong những cái khớp và nó đóng thành những cái tinh thể giống như muối vậy đó. Giống như nước mà chúng ta có muối mà chúng ta phơi khô thì nó đóng thành muối bọt vậy đó. Ở ngoài biển, ở ngoài mấy cái ruộng muối đó, thì những cái khớp, những cái tinh thể đó nó đâm vào trong những cái khớp khi mình nhúc nhích thì nó sẽ làm si viêm sưng cái khớp đó và nó làm bể những cái sụn khớp đó, thì chúng ta tới chừng đó cũng rất là khó chữa được, hầu như không chữa lại bình thường được. Thành ra quý vị, chữa cái bệnh khớp mà do thống phong, do gút đó, thì là do như ăn nhiều chất đạm quá đó, thì chúng ta phải ăn ít lại ngay từ đầu. Cái điều đó thì phải thử máu và bác sĩ sẽ khuyến cáo quý vị cách thức ăn uống cho nó đúng. Dạ vâng. Dạ, thưa bác sĩ, với tư cách là một bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình, nếu mà một bệnh nhân đến bác sĩ để nói rằng tôi đau viêm khớp quá, thì bác sĩ làm cách nào để cho thuốc giảm đau, thưa bác sĩ? Những loại nào có thể giúp người ta giảm đau được? Dạ, thuốc thì mình có rất là nhiều. Tại vì mình có rất là nhiều, giống như súng, có rất là nhiều loại súng để mà khi mình đi đánh giặc, mình bắn địch quân. Tuy nhiên, cái chánh đó là mình phải biết rõ cái viêm khớp đó là cái loại gì thì mình chữa tận gốc nó dễ hơn. Còn như mình nãy giờ mình nói, cái viêm khớp mà quý vị thường xảy ra nhiều lắm đó thì gọi là osteoarthritis. Thì cái loại viêm khớp đó, chúng ta lúc đầu chúng ta có thể uống những cái thuốc giảm đau nhẹ trước như là Panadol, hay Nurofen, rồi mình từ từ mình tăng lên những cái loại mạnh hơn như là Voltaren, Naproxen, hay là những cái loại mới mới sau này nó ít có hại cho bao tử như là Bovic, Celeprax, thì và nặng hơn nữa là những chất có thuốc có chất ma túy. Khi mà quý vị đau quá mức rồi thì bác sĩ phải dùng qua đến rồi những cái thứ đó. Thì những cái thứ đó mình không cần nói ở đây, tại vì cái bệnh nhân nó lúc đó là phải nặng lắm rồi. Dạ vâng, thưa bác sĩ, hàng ngày đó thì trên TV hoặc là phương tiện truyền thông thì quảng cáo những loại thuốc xịt hoặc là những loại kem bôi, thì những cái đó có tác dụng gì không thưa bác sĩ? Dạ. Dạ có, nó có tác dụng giống như mình dán thuốc dán Salon Pass hay là sức dịu gió vậy đó. Những cái thứ đó người Việt Nam mình ở thôn quê thường hay dùng những thứ đó, nó cũng có hiệu quả. Còn bên đây bây giờ đó thì chúng ta có những cái thuốc giống như Voltaren để mà khoa vô này thì cũng có hiệu quả. Tuy nhiên cái chánh là mình phải làm sao đừng có bị viêm khớp, nó mới là cái mục tiêu của mình. Chứ còn để mà mình bị viêm khớp càng lúc càng nặng thì những cái thứ đó ban đầu nó còn có hiệu quả một chút, nhưng mà lâu dần thì nó cũng không còn hiệu quả vậy. Dạ vâng, dạ, thưa bác sĩ, một khía cạnh mà có thể nói là cũng khá quan trọng là cái bệnh viêm khớp, nó liên quan đến vấn đề với tình trạng thần kinh của một người, một bệnh nhân, thì làm thế nào để chữa trị, để kết hợp cái giữa vấn đề thể chất và cảm xúc, thưa bác sĩ? Dạ. Dạ thưa, viêm khớp, những người viêm khớp mà lâu năm đó thường hay bị depression, tức là mình bị trầm cảm đó, nó làm cho mình đau, nó khi mình đau đớn nhiều quá thì nó làm cho mình chán nản, chán đời, không có muốn cái gì hết, rồi nhiều khi ăn uống lung tung, rồi không chịu vận động. Thì nói tóm lại là hai cái đó nó xoáy dần với nhau, nó cùng càng lúc nó làm cho cái con người đó từ cái thể xác tới tinh thần đi xuống. Thì bác sĩ thường thường cũng để ý đến những cái chuyện đó, và đôi khi người ta cũng cho mình uống một số thuốc chống trầm cảm, và những cái thứ đó nó đôi khi cũng giúp cho mình hăng hái lên một chút. Thì khi mà mình vui vẻ yêu đời chút thì mình sẽ năng vận động hơn, mình sẽ gặp bạn bè nhiều hơn, và mình sẽ quên những cái đau đớn về ở cái khớp. Còn không thì tối ngày cứ ngồi nhìn cái khớp mình đau, mình buồn, mình bực, rồi mình từ từ mình depress, rồi ăn uống không được, rồi uống thuốc bừa bãi đôi khi nó cũng hại cho cái bao tử. Dạ.
Dạ vâng, xin hỏi câu hỏi chót là thưa bác sĩ, nhiều người lớn tuổi thấy đau ở đầu gối và có lẽ là bị viêm khớp đầu gối hoặc là tại xương háng thì phải đi tới một cái giai đoạn là phải giải phẫu. Thì thưa bác sĩ, đó là cái cách cuối cùng hay thế nào ạ? Và cái việc giải phẫu như vậy đó, với y khoa tân tiến hiện giờ thì cái mức độ xác suất thành công đến bao nhiêu thưa bác sĩ? Dạ, thưa cái những cái khớp như là khớp đầu gối hay khớp gối tay, những cái khớp mà mình bị thoái hóa, tức là nó mòn hết những cái sụn không thể nào hồi phục lại được. Quý vị ngồi không nó cũng đau, nó sưng tù lù lên, đi không được. Thì tất cả những cái thứ đó nó làm cho mình nó hại qua tất cả những cái cơ quan khác. Thành ra vì vậy, nếu mà ở cái trường hợp đó, giai đoạn đó thì quý vị phải nên gặp bác sĩ chuyên khoa để nghĩ đến cách thay cái khớp khác. Thay cái khớp bây giờ nó cũng rất là dễ thôi. Hồi xưa thì nó khó khăn, nhưng mà bây giờ thì với sự tiến bộ của y học ngày hôm nay thì có thể nói là cái chuyện đó nó xảy ra hàng ngày ở tại các bệnh viện, và những cái người thay khớp gối, trong đó có rất là nhiều bệnh nhân của tôi, họ rất là vui vâng, đi đứng được, trở lại được đầy đủ, coi như là được hồi phục lại đến nỗi 90% những cái hoạt động trước đó. Chỉ có không có nên chạy quá hay đi đánh tennis hay nhảy gọi là jumping đồ này nọ, thì những cái thứ đó nó có thể ảnh hưởng đến cái khớp mà nhân tạo mình đặt vào đó. Nói tóm lại là khi mình hoạt động bình thường hàng ngày thì một khi đã thay cái khớp gối rồi thì coi như bình thường, không có cái gì, không ai để ý thấy được hết. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, tất cả các thông tin chúng tôi vừa đưa đến quý vị chính cách hướng dẫn, và quý vị nếu cần thì đến gặp bác sĩ chuyên khoa của mình, bác sĩ gia đình của mình để được chỉ dẫn tận tình hơn. Và thay mặt quý khán giả một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Lưu Vinh Bình cho buổi nói chuyện này. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Phan Bách và cảm ơn quý vị khán giả của đài SBS. Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.